Em Thùy xin gửi lời chào đến toàn thể anh chị ạ. Em Thùy đang có một chiếc ASEAN 2021 này, số tự động máy 1.4 mà chỉ hơn 300 thôi. Form mới nhìn rất là đẹp. Em quay chi tiết một vòng nhé. Anh nào đang tìm số tự động phân khúc hạng B loanh quanh cái tầm giá này thì alo cho em để em chốt giá cho mình. Số điện thoại, số hotline là 0789-299-111. Form dáng đẹp chưa ạ? Mặt ca lăng, mạ chrome sáng bóng này. Hệ thống đèn bi chiếu sáng này, còn có cả đèn bi gầm nữa. Thời điểm 2021 dòng ASEAN nó ra cái form này được rất là nhiều lời khen. Gần như là đẹp nhất phân khúc hạng B rồi. Giá thì hợp lý, chạy lại còn tiết kiệm nhiên liệu. Với chiếc này nhá, theo mức công bố của nhà sản xuất đi đường trường là hết 4,9 lít anh chị ạ. Chưa đến 5 lít. Em quay tổng thành cho mình xem cái form. Số tự động thì nó sẽ có hai bản. Chiếc này tự động của em là bản tiêu chuẩn, chưa có la răng phay với cả chưa có cửa sổ nóc. Còn đâu tất cả các trang bị bên trong nhá, các option bên trong là giống hệt cái phiên bản cửa nóc, thiếu mỗi cái cửa nóc thôi. Tất cả bốn bánh thì đều la răng đúc với cả phanh an toàn, phanh ABS. Ốp tay nắm cửa mạ chrome này, nẹp chân kính này, vè mưa, phim cách nhiệt là dán đầy đủ hết rồi. Phía sau này cũng được tích hợp cho mình bốn mắt cảm biến lùi. Em xem cho mình phần cốp nữa. Đây là có cái bộ áo ghế này, em bóc ra này. Đây. Đây nhá, rất là mới nhá. Nguyên bản của xe thì nó sẽ là ghế nỉ như này. Bác chủ bác cái bọc lên cái bộ kiểu ghế da đấy, thì cái bộ áo ghế nỉ của xe em vẫn để trong này. Anh nào mà thích về lại ghế nỉ mình vẫn về ghế nỉ được nhá. Đây là cái bộ nội thất ghế da này. Đây anh chị xem này. Nguyên bản của nó chỉ ghế nỉ thôi, lên bộ ghế da nhìn rất là đẹp. 2021, mức tiêu hao nhiên liệu của xăng ở đây ạ. Đường trường 4,9 lít, đường hỗn hợp 6,3 lít. Chạy khá là tiết kiệm nhiên liệu. Xem dàn lốp này. Lốp lát còn dày dặn. Những cái phụ kiện khác của xe như là cái phần ốp sàn, là có ốp sàn, có lót sàn rồi. Những cái phần bọc 3D xung quanh xe này, hai cửa gió điều hòa này. Còn phần trần xe thì vẫn là trần nỉ nguyên bản của xe như này. Giá có hơn 300, giá rất là rẻ. Giá này chỉ bằng giá số sàn thôi anh chị ạ. Anh nào mà đang tìm ASEAN thì cứ alo cho em nhé. Các thông tin trên xe này. ASEAN tự động, đời cao, 2021. Mua chiếc này trả góp thì tính ra chỉ cần trả trước em khoảng tầm 160 triệu là có xe đi rồi. Đời này thì em sẽ hỗ trợ được mình khoảng tầm 60-70%. Đây là phần nội thất này anh chị này. Đề nổ thông minh start top. Vô lăng tích hợp phím bấm cho mình. Đàm thoại rảnh tay tăng giảm âm lượng. Bên này vẫn được trang bị đầy đủ là cân bằng điện tử chống trơn trượt nữa. Order đang hiển thị ở đây là 4.6 vạn. Màn hình này là màn hình nguyên bản theo hãng anh chị nhé, không phải màn độ đâu. Cái màn này là của Hyundai này. Hệ thống điều hòa sẽ là điều hòa chỉnh cơ. Đăng kiểm phí đường bộ của chiếc này là đến tận tháng 9 2025. Còn thoải mái khoảng tầm 1 năm nữa cho anh chị mình sử dụng. Mình có ra tên mình bấm biển mới thì cái đấy mình vẫn dùng tiếp được. Ngắm qua cái nội thất nhé. Cái phần vô lăng này là đang có cái bọc vô lăng. Còn phía bên trong của xe thì vẫn là vô lăng nguyên bản. Các chất chi tiết táp ly cửa này. Phần máy này, em đang nổ máy sẵn rồi. Mua về là mới chỉ gọi là rửa qua nước lã thôi anh chị nhá. Cái phần máy em cũng chưa vệ sinh đâu. Đây là nguyên bản của xe, chưa có vệ sinh gì cả. Đời cao thì anh chị mình rất là yên tâm.
người gọi vào Zalo của em để em gửi thêm hình ảnh thông tin giấy tờ đăng ký đăng kiểm nhé. Số điện thoại, số hotline là 0789 299 111 hoặc là 0839 834 834 để em gửi thông tin. Còn bây giờ thì em sẽ kết thúc clip của mình ở đây. Hẹn gặp lại anh chị ở clip tiếp theo. Em xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.